Rồi chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay có vài em bơm hơi phải nói là VIP quay chia sẻ anh em ơi, hàng VIP nha. Nói chung là đây là có hai con VIP quá VIP luôn, nước sơn zin toàn tập nha nè. Hai con, một ngựa và hai ngựa. Nói chung là khá là ok ha. Tết nhất tới nơi rồi, anh em mà có dọn nhà dọn cửa cần máy hơi xịt rửa gì đó ha. Thì ở em có hai con nữa, nói chung là phù hợp cho anh em mà xài gia đình. Xài gia đình hoặc là sửa xe nhỏ ở nhà ha. Hai ba con. Đầu tiên vô con một ngựa đi anh em ơi. Một ngựa thì bình này Hitachi ha, đã xuống một pha rồi. Này nước sơn zin toàn tập nha anh ơi. Motor thì lên một pha ha. Đó. Máy một ngựa bình 55 lít nha anh em ơi. Đây. 55 lít. Áp con này được 10.053 ha. Con này là zin toàn tập nha anh em. Nhìn nè, nước mấy con mà đời cao cao thì mà nước sơn zin nó có mấy tem nè. Đó, tem tè le học nha. Con này zin hết nha anh em. Nha, từ đồng hồ đờ le. Có cái này em dặn cái ngõ ga này dặn vô cho anh em xài là cái này bển về là nó chỉ có van này thôi, nó không có cái này, em dặn vô mới, cái này đặt mới cho anh em ha. Đó. Đầu là lồng là zin hết nha anh em, chưa tháo chưa gì ha. Đó. Con này cũng khá đẹp, motor thì một ngựa đã xuống một pha rồi ha. Đó, bình bọng thì khá là đẹp nha anh em. Khá là đẹp. Rồi test thử con này cho anh em xem luôn, báo giá cho anh em ha. Thông tin kỹ thuật nó đây, con này đầu lá nha, 0.75 kW anh em nha. Trái bít tông nó là 50 mm, dài là 65 nha, như một trái bít tông. Tốc độ nạp nó là 80 lít trên phút nha anh em, 80 lít trên phút. Con này thì đang để hơi là 7 kg rồi, mình phải xả ra. Xả ra mới chạy được. Để xả van xả đáy đi nè mình. À, nhét vô. Để anh xả ra mới test chạy cho anh em được ha. Có điện có phút không? Chưa mới có chưa được 5 kg mà. Thì con này 5 kg trở lại nha anh em. Đó. Phải nói là im ru nha. Này là bảo hành 6 tháng cho anh em xài nha anh em. Lưu ý 6 tháng. 6 tháng là sáng tháo ha. Nó chơi nè. Cái con này thì cho bến xài cũng ít anh em. Giờ nè. Cái đầu đây là nó không bị cháy nha, nguyên cái co này xuống nè. Nước sơn zin nha anh em, nguyên co này thì dài xuống đây nước sơn zin nha. Chứ không có lô đây nha anh em, nhưng mà nó không bị cháy, chứng tỏ là nó xài rất là ít ha. Hết. Đó. Thì anh em biết rồi, thì một ngựa thì em bán hồi xưa giờ rồi, nếu mà nước sơn zin gì thì em bán giá 6 triệu chưa bao gồm vận chuyển, đã xuống một pha cho anh em rồi. Nếu mà vận chuyển về tới anh em nữa thì khoảng tầm vài trăm ngàn nữa tùy khu vực ha. Nếu mà anh em ở xa gần, nếu gần thì có thể con này có thể chở xe máy được nha anh em ơi. Đó, anh em vòng vòng ở Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai vòng vòng đây em cho xe ôm chở giao luôn cho anh em ha. Giao luôn xe ôm nhanh gọn lẹ luôn. Đó. Quá ok, chạy rất là im luôn nha nè. Tới bộ e còn zin luôn ha. Đó. Chạy xịt xịt thôi. Anh em nào mà xài ở nhà là quất con này là khá là ok luôn, xài rất là bền luôn nha. Em xài 5-10 năm là không có hư đâu. Bảo đảm nha, tại mình bán cái dòng này nhiều biết rồi nha. Rồi, đó là con đầu tiên nha nè. Tiếp con theo con số 2 đây. Số 2 con này mới đáng mua cho anh em đây. Phù hợp cho anh em nào về siêu tầm cũng được ha. Về xài cũng được, về chân cũng được, về nói chung là tùy anh em ha, sao cũng được ha. Con này phải nói là quá khá VIP luôn. Khá VIP nha. Nước sơn zin toàn tập ha. Nước sơn zin toàn tập, không bong chóc. Con này thì một ngựa, hai ngựa cho anh em. Hai ngựa bình 70 lít ha. Đó. Cái đầu cái nước sơn nó đẹp, len can sờ ban luôn em ơi ha. Đó, này mình mới xịt lớp dầu lên cho nó hơi bóng bóng xíu thôi, chứ nước sơn con này đẹp cực kỳ ha. Đó. Đầu thì zin hết, chưa tháo chưa bung nha. À, anh em thấy nè, dấu nè, mấy ngóc nè ha, không có dấu tháo dấu gì hết nè. Còn ba cái bông bông này là cái này, đầu này đầu nhôm, nó dễ bông đó anh em. Đầu này bằng ghe bằng nhôm đây, ốc nè, chưa dấu tháo nha anh em. Đó, mấy ngóc nè, chưa có dấu tháo dấu mở nha. Đây nha, cái đầu này cũng khá là xài khá là ít nha nè. Giờ đây cái đầu nè, thường anh em để ý nếu mà máy hơi thì cái co này xuống, nếu mà xài nhiều thì nó bị cháy, tại nó nóng, nó nén nóng nha. Con này gạt tay hộp luôn ha, công tắc on off ở đây nha. Tem con này đang zin là 3 pha 200 nha anh em. Con này thì thường mấy con đẹp zin vậy, anh em nên lấy một con biến tần xài cho nó sướng nha, chứ đấu một pha thì mất zin không ngon ha.
Đó. Đây. Nè, cái này là 9-10 kg. Này van nó về zin luôn nè, van kit nè, em để nguyên luôn. Nha, chụp này zin luôn. Đó, con này phải nói là zin toàn tập. Nha. Đó, 1.5 kW đây nè, trái bê tông là 72 ha. À, hành trình là 65. Đó. Tốc độ nào con này là 165 lít trên phút. Đó. Con này nó nạp gấp đôi. Con này nó chạy ít nè, anh em thấy nè. Cái miếng lưới này nó không bị đen luôn, anh em thấy không? Miếng lưới này ha, không có dấu hiệu đen luôn. Miếng lưới này sáng giới luôn nha. Cái miếng lưới này thường nó chạy, nó có cánh quạt, quạt đây nó chạy hút gió ở đây nó bị đen cái này, nhưng mà cái con này, cái lưới này nó trắng, nó trắng luôn nha nè. Nước sơn con này khỏi phải chê luôn nha, nước sơn zin nha, không có giảm giá gì hết. Nói chung con này zin từ A đến Á luôn á. Ha. Tem mạc đầy đủ. Rồi ok, em sẽ test nghe cho anh em nổ. Và anh em lưu ý con này em khuyên anh em lên xài 3 pha. Ha, tại để là cái motor zin của nó. Chứ mà mấy con mà đẹp như vậy mà đấu một pha thì nó hơi uổng. Nhưng mà tùy anh em thôi, anh em muốn xài sao bên em sẽ đấu theo cầu của anh em. Ha. Quá phê luôn anh em ơi. Chạy phải nói quá chuẩn luôn. Mình đứng chưa cách được mét nữa. Đó. Ha. Tự ngắt nha anh em. Đầy hơi tự ngắt nha. Quá chuẩn luôn. Dèo rồi chạy anh thấy nghe nó không thấy giật luôn ở trong. Ha. Lên hơi nè. Nè. Thì thực tế mấy hơi thì về rất là nhiều, nhưng mà để có được một hai con mà đẹp mà zin như vậy thì rất là ít nha nè, rất là ít, rất là hiếm luôn chứ không có nhiều được nha nè. Tại khi mà anh em biết rồi đó, hàng bãi về thì hàng ngàn xa số, nhưng mà được một hai con đẹp thì là cực kỳ hiếm và mua cực kỳ khó, và giá thì mắc hơn vài triệu bạc là chuyện rất là bình thường nha nè. Đó. Nhưng mà con này thì em để giá cho anh em là giá bình thường, mấy con hai ngựa đã ra nó 9 triệu rồi. Con này em để cho anh em giá 10 triệu thôi ha. Giá 10 triệu cho anh em xài, và em nói để được một con như thế này á, mắc hơn 1 triệu 2 triệu là chuyện rất là bình thường. Đó. Rất bình thường luôn nha. Đó, nên anh em nào mà có nhu cầu thì cứ và thích siêu tầm, thích mà ngắm hàng đẹp thì có thể alo em chốt con này ha. Giá ra đi là 10 triệu đây. Hơi nó lên nè ha. Thì để tránh mất thời gian thì em không để cho chạy nó hết đi, thì nó hết rồi đúng 10 kg thì nó ngắt thôi và nó chạy lại thôi. Đó là em đảm bảo cho anh em rồi, không có phải sợ gì ha. Nhớ con này là zin về luôn, chưa vấy nha. Ha, chưa có thai luôn, anh em chạy vài bữa về thai cũng được ha. Còn muốn thai thì mình thai, dặn cái này ra thôi, dặn này ra nhớt ra xong rồi thổi cho sạch trong, rồi bắt đầu anh em đổ lại hơn nửa mắt này xíu là được ha. Này, thêm mạc nó đầy đủ hết rồi nè. Quá đã luôn. Rồi thì để tránh mất thời gian thì em sẽ quay sơ tiếp vài con nữa cho anh em ha. Đó, vài con nữa thì trong đây cũng có mấy con này nè. Con này đã dậm sơn lại nè ha. Con này con ba ngựa ha, đấu một pha rồi luôn ha. Và trong đây có một con nhỏ mini nữa. Con này thì của Sanco, nhưng mà không có tem Sanco nên con này bữa về nó nước sơn ta bển nó quẹt quẹt tùm lum thôi. Bên đây em cho sơn lại nguyên con luôn. Con này cũng như một ngựa của Hitachi nha nè, lên hơi cũng rất là nhanh luôn. Thông tin kỹ thuật nó đây nha, air compressor nè, Sanco nè, Osaka Japan ha. Đó. Nó chạy là 0.8 mét khối trên một phút ha. Đó. Tốc độ nạp của nó nè, thì nó cũng tương đương với con một ngựa Hitachi thôi nha. Nhưng mà con này thì rẻ hơn Hitachi nhiều ha. Anh em nào xài con này thì giá tầm 4.5 triệu thôi nè. Để anh xả hơi ra cho anh em xem nè. 4.5 triệu chưa bao gồm vận chuyển nha. Cái đầu con này như mới luôn á, cái đầu bê tông rồi nè. Nói chung là con này đã tháo vệ sinh sạch sẽ à. Đó, chạy rất là nhanh. Nha, rất là im luôn nha nè. Motor một ngựa zin nha. Anh em lưu ý, motor này motor zin nha. Một pha zin chứ mình không có đấu lại, không có mặc dít gì hết nha, motor zin của nó nha. Anh em hình dung nè. Bu ly nó hết hồn, chạy cực kỳ nhanh luôn. Im đu à. Đó. Rất là im luôn anh em. Rồi, thì con này thì giá để là 4.5 triệu nha anh em, 4.5 triệu chưa vận chuyển nha. Và đặc biệt
Con này được cái là motor zin 1 pha, anh em chạy rất là ok ha, bền ha, hiếm khi nào có xảy ra này kia trục trặc ha, motor 1 pha. Rồi tắt cái này đi, tiếp theo test con ba ngựa này anh em ơi. Ba ngựa thì con này là dặm sơn rồi, nó cắm điện là chạy thôi, rồi xuống 1 pha rồi luôn nha anh em ha. Cái con này thì sơn là rồi đây. Tem này, mấy tem này tem lô nè, anh em thấy cái màu tem nó cũng là mình dán vô nhưng mà không có bằng được anh em. Nhưng mà bên em là sơn là anh em là phải chê ha. Em xả ra hết và ha. Và làm nó rất là láng bóng luôn mấy ấy ha. Anh em thấy sơn nè, đẹp cực kỳ như zin luôn chứ không có thấy đâu được, không có miếng bợn nào luôn nha anh em. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chứ không phải là ở trên nó đẹp mà ở dưới nó không đẹp ha. Đó. Mình thấy nè. Sơn là phải nói là láng tón luôn á. Bóng đẹp chứ không phải mà kiểu mà quẹt quẹt và đắp vô nha, không có. Phải chà rửa sạch sẽ và láng cón hết mấy sơn lại cho anh em nha. Và cái đầu này thì bao cho anh em là đầu zin hết đó. Nhiều khi về nó bong tóc chút đỉnh rồi em sơn dặm nhẹ thôi. Đầu anh em thấy nghe im ru luôn. Con này ba ngựa thì 2 cấp. Ủa, 1 cấp nha anh em, 1 cấp. Ba ngựa 1 cấp nha. Rồi. Ủa 2 cấp, em nói lộn. 2 cấp. 2 cấp là nó nạp từ cái nào đầu nhỏ, đầu bự vô dầu nhỏ rồi mới vô bình, là 2 cấp nha nè. Rồi ok, anh em nào cần con này thì cứ alo em, giá con này em đang bán 12 triệu nha, chưa vận chuyển ha. 12 triệu chưa vận chuyển, ba ngựa nha nè. Rồi anh nào cần thì cứ ở em, ngoài những cái dòng này thì bên em còn 7 ngựa rưỡi, 5 ngựa, 7 ngựa rưỡi, 10 ngựa đều có ha. Đó, từ zin từ A đến Á, hoặc là từ dặm sơn chút đỉnh là cũng có hết ha. Nói chung là mấy dòng này là bao cho anh em là 6 tháng, bảo hành 6 tháng cho anh em xài nha. Đó, anh em lưu ý bảo hành 6 tháng cho anh em xài hết nha. Rồi anh em nào cần thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em ở 465 467 đường DT 73B, Dĩ An, Bình Dương, hoặc là alo em ha, gửi tới hàng nơi ha. Rồi ok, chào tạm biệt anh em nha.